và kết hôn theo nguyện vọng. Gia đình, cha mẹ không được quyền gả ép con cái. Tục cướp vợ trong hôn nhân của dân tộc La Chí thực ra là nghi lễ tượng trưng thể hiện sự tôn vinh giá trị người phụ nữ, tôn vinh tình yêu nam nữ, mang đậm sắc thái văn hóa tốt đẹp, chứ không phải là một hình thức hôn nhân. Người La Chí sống thủy chung tình nghĩa, hôn nhân thường bền vững, vợ chồng rất ít khi bỏ nhau. Cộng đồng dân tộc La Chí từ xa xưa đã duy trì những luật tục bất thành văn, song luôn được mọi người tôn trọng và thực hiện nghiêm ngặt, như mỗi thành viên phải tự có trách nhiệm giữ hòa khí trong gia đình và cộng đồng, việc nói năng phải thận trọng. Người La Chí cho rằng nói hay nghĩ xấu về người khác là điều không được phép. Việc dùng nhục hình xâm hại đến phụ nữ, trẻ em là điều xa lạ trong cộng đồng dân tộc La Chí. Những mâu thuẫn bất hòa giữa các thành viên trong gia đình hay trong cộng đồng thường được giải quyết bằng hòa giải và kiềm chế. Một trong cách tự kiềm chế của người La Chí là người ta đến giải bày những bực dọc trong lòng với những khu rừng. Người đàn ông này đến đám rừng của mình với tâm trạng không được thoải mái. Anh ta đang bộc bạch những khó chịu trong lòng cho một đối tượng hoàn toàn vô tư, đó là cây cối và đồi núi. Rượu được sử dụng trong trường hợp này như là phương tiện truyền tải, cuốn xả khỏi con người những ý nghĩ không tốt về người khác đang ngự trị trong đầu anh ta. Trời cũng đã về chiều, mọi nỗi buồn bực cũng rời khỏi đầu. Anh ta lại trở về ngôi nhà của mình với tâm trạng thoải mái, khoan hòa. Việc thờ cúng tổ tiên là tín ngưỡng chủ yếu trong cộng đồng dân tộc La Chí. Trong mỗi gia đình người La Chí, bàn thờ tổ tiên được đặt ở vị trí trang trọng, nơi có treo sừng các con vật đã sử dụng trong mỗi dịp cúng tế tổ tiên. Là dân tộc có truyền thống trồng bông và dệt lấy vải mặc, người La Chí dành những nương tốt nhất cho việc làm nương trồng tràm hoặc nương trồng bông. Hầu như mọi phụ nữ dân tộc La Chí đều biết cách làm ra những tấm vải từ bông vải. Sản phẩm từ nghề dệt của phụ nữ La Chí luôn chiếm vị trí quan trọng trong đời sống hàng ngày. Người phụ nữ La Chí nào cũng biết tự làm ra quần áo, chăn màn cho gia đình của mình. Đối với họ, việc một người phụ nữ không biết trồng bông, kéo sợi, làm vải, thêu thùa, khâu vá cũng đồng nghĩa với sự bất hạnh. Trang phục truyền thống của người La Chí có lẽ tiêu biểu nhất ở y phục của phụ nữ như chúng ta đang thấy. Truyền thống văn hóa của dân tộc La Chí còn thể hiện rõ nét trong vốn văn nghệ dân gian, đó là các điệu hát dân gian, các câu chuyện truyền thuyết về sự tích những vùng đất. Ni ca là lối hát trữ tình thường được nam nữ thanh niên sử dụng trong khi lao động sản xuất cũng như trong các dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Bản sắc văn hóa tốt đẹp của người La Chí luôn được đồng bào duy trì và phát huy với ý thức lưu truyền cho các thế hệ tương lai. Jam kang. Kamu? Kah? Lah, sambil rom kenapa?
Là dân tộc có tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ môn Khmer, ngữ hệ Nam Á. Dân tộc Tà Ôi hiện nay có khoảng 35.000 người cư trú ở các huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Hướng Hóa, Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị. Dân tộc Tà Ôi còn có các nhóm địa phương như Pahi, Paco. Tiếng Tà Ôi đọc là Pạ Cọ, có nghĩa là người ở trong các dãy núi. Dân tộc này tự gọi mình như vậy, còn tên gọi chính của dân tộc là Tà Ôi. Người Tà Ôi sống trong các làng là quần thể kiến trúc bao gồm tập hợp nhiều gia đình. Mỗi làng có chừng 20 đến 40 nhà. Quen là đơn vị xã hội cơ bản của người Tà Ôi, tương ứng với làng của người Việt. Trong mỗi oen có nhiều dòng họ cùng chung sống. Đứng đầu mỗi oen của người Paco là người trưởng làng, một người có uy tín được dân làng bầu chọn. Người Tà Ôi cho đến nay vẫn thực hiện ngoại hôn theo một đơn vị huyết thống. Trước đây trong mỗi ngôi nhà người Tà Ôi gồm nhiều gia đình thành viên cùng chung sống. Hiện nay, gia đình người Tà Ôi có xu hướng chuyển sang hình thái gia đình nhỏ với tính chất phụ quyền chiếm ưu thế. Tuy vậy, quyền của những người anh em trai bên mẹ vẫn còn rõ nét. Với việc xuất hiện của người cậu trong nhà của người đàn ông đang bị ốm này cũng mang ý nghĩa như vậy. Anh ta mang những đồ ăn từ nhà của mình đến để cho người anh rể ăn. Những thức ăn này đều do chính tay mẹ anh làm. Theo như lời của anh nói với người anh rể đang ốm, thì mỗi món đồ ăn ở đây đều chứa đựng mọi lời chúc và ước nguyện tốt lành của gia đình nhà vợ, cầu cho sức khỏe của người đang ốm sẽ trở lại. Và như vậy, người ta tin chắc chắn bệnh tình của người anh rể sẽ phải thuyên giảm. Nhà sàn của người Tà Ôi về kết cấu cũng không khác gì mấy so với nhà sàn của các dân tộc khác. Song ngôi nhà sàn Tà Ôi chỉ có một chiếc cầu thang duy nhất đi vào nhà. Một đầu hồi của ngôi nhà được bưng kín. Phía ngoài vách hồi có một chiếc cột chống thẳng từ nền lên tận nóc nhà. Trong nhà khu vực thờ cúng để ở gian giữa. Mỗi thành viên trong gia đình Tà Ôi khi mất đi đều được thờ riêng trong các bàn thờ ngăn cách bằng các phên tre. Cộng đồng người Tà Ôi đã được thiết lập trên cơ sở phụ quyền khá vững chắc. Các nhóm ngoại hôn còn có thể được coi là dòng họ, gồm những người có quan hệ ruột thịt hoặc có cùng totem tính theo dòng cha. Vì vậy, chúng ta thấy trên khu vực thờ cúng trong ngôi nhà người Tà Ôi có nhiều bàn thờ như vậy. Sinh sống ở vùng có sự quan hệ giao lưu buôn bán phát triển từ xa xưa giữa nước ta và nước Lào.
Người Tà Ôi từ rất lâu đã biết trồng những loại cây có giá trị trao đổi hàng hóa, như cây thuốc lá. Lá thuốc được người ta sử dụng và làm vật trao đổi với nhiều dân tộc xung quanh, lấy các vật dụng cần thiết khác. Vải dệt cũng là sản phẩm do người Tà Ôi làm ra, dùng trong sinh hoạt, cũng như dùng vào việc trao đổi hàng hóa. Truyền thống trồng bông và tự dệt lấy vải mặc của dân tộc Tà Ôi đã có từ lâu đời. Đây cũng là một phần đời sống kinh tế của dân tộc này. Những người đàn bà này đang làm công việc sang sợi vải trước khi đem dệt. Sợi vải sau khi đã được nhuộm các màu theo ý định sẽ được người ta căng trên khung giá theo những bố cục tương ứng với những mô típ, họa tiết, hoa văn cơ bản trên tấm vải sẽ dệt. Đây cũng là cách dệt truyền thống thường thấy ở nhiều dân tộc Trường Sơn, Tây Nguyên, nước ta. Vải dệt từ sợi bông của người Tà Ôi được dệt ra không phải bằng các khung dệt cố định. Theo cách chúng ta đang nhìn thấy ở đây, thì cách dệt vải của những người phụ nữ Tà Ôi gần với việc đan sợi hơn. Ngoài nguồn sợi tự nhiên từ cây bông vải tự trồng, ngày nay người ta còn sử dụng nhiều loại sợi có nguồn gốc công nghiệp trong việc dệt. Sợi công nghiệp tuy màu sắc phong phú, giá thành rẻ, có độ bền cao, dễ thao tác, song phụ nữ Tà Ôi vẫn ưa dùng các loại sợi dệt được kéo từ sợi bông do chính tay họ làm ra. Những người phụ nữ Tà Ôi luôn quan niệm, ngoài giá trị sử dụng, mỗi tấm vải do họ dệt đều chứa đựng công sức và tâm nguyện của họ. Những tấm vải này đem may áo, khố cho những người trong gia đình, cũng có nghĩa là họ đã tạo cho cha anh, chồng con của họ sự bảo vệ che chắn trước những điều dữ. Những tấm vải được dệt bằng thời gian, công sức và mồ hôi, cùng những lời nguyện cầu, luôn là sự che chở tốt nhất cho người thân. Mọi người phụ nữ Tà Ôi đều nghĩ như vậy. Công việc làm sợi dệt vải với những người phụ nữ Tà Ôi coi như là nghề bắt buộc. Họ làm vải từ khi còn là thiếu nữ, cho tới lúc trưởng thành lấy chồng và suốt cuộc đời. Người phụ nữ Tà Ôi nào trong hành trang cuộc đời đều có các sản phẩm từ nghề dệt do chính tay họ làm ra. Phụ nữ Tà Ôi được truyền dạy nghề dệt bắt đầu từ khi còn nhỏ. Mỗi vật dụng của bộ y phục của bà cụ này được làm trong nhiều thời gian khác nhau. Song với mỗi món đồ, bà già này còn nhớ rất rõ đã làm ra chúng như thế nào. Có thứ đã được đem dùng, những thứ khác có thể mãi mãi không bao giờ sử dụng đến. Song nó luôn gợi cho bà nhiều kỷ niệm tốt đẹp cùng niềm tự hào về nghề dệt của tổ tiên. Người Tà Ôi giàu sức sáng tạo văn hóa, nhưng cũng kiên cường, giàu tinh thần thượng võ. Trong quá khứ dựng nước và giữ nước, người Tà Ôi đã cùng các dân tộc anh em lập nên những chiến công anh dũng đáng tự hào. Là dân tộc đã sản sinh ra những anh hùng, Can Lịch, Hồ Vai, Hồ Dục, An Nun trong kháng chiến chống Mỹ. Ngày hôm nay, dân tộc Tà Ôi đang vững bước đi lên, xây dựng cuộc sống tốt đẹp.
Dân tộc Dao ở nước ta có nhiều nhóm địa phương với các tên gọi Dao Đỏ, Dao Tiền, Dao Thanh Y, Dao Quần Trắng, Dao Áo Dài, Dao Cóc Ngáng, Dao Ô Gang, Dao Cóc Mùn, v.v. Hiện nay người Dao có số dân trên 620.000 người, sống xen kẽ cùng nhiều dân tộc khác, suốt dọc theo các tỉnh vùng biên giới Việt Trung, biên giới Việt Lào, cho tới một số tỉnh Trung Du và ven biển Bắc Bộ. Tiếng nói của dân tộc Dao thuộc ngữ hệ Hmông Dao. Từ bao đời, nghề sống chính của người Dao là nương rẫy. Gần đây ở một số vùng người Dao đã chuyển sang canh tác ruộng lúa nước. Chăn nuôi cũng được người Dao phát triển từ rất sớm. Các vật nuôi chủ yếu của người Dao là trâu bò, dê, ngựa, gà, vịt, ngan, ngỗng. Nghề phụ gia đình của người Dao đáng chú ý là nghề trồng bông, lấy sợi và dệt vải, nhuộm vải. Tùy từng vùng, kiểu nhà truyền thống của người Dao có khác nhau. Đó là nhà sàn hay nhà đất, hay nhà nửa đất nửa sàn. Nhà nền đất trước đây thường thấy ở bộ phận người Dao đã định cư. Loại hình nhà nửa đất nửa sàn thường thấy những nhóm Dao sống bằng nương rẫy du canh, thường cư trú trên nền đất dốc. Loại hình nhà sàn phổ biến ở nhóm người Dao làm nương, sống gần người Tày Nùng, và ở một số nhóm làm rẫy như Dao Thanh Y, Dao Áo Dài. Đàn ông dân tộc Dao trước đây thường để tóc búi sau gáy hoặc để một chỏm tóc trên đỉnh đầu, xung quanh đầu cạo nhẵn và quấn khăn đầu diều. Việc dùng các đồ trang sức như nhẫn, vòng tay, vòng cổ xưa kia cũng thấy ở một số bộ phận đàn ông người Dao. Trang phục phụ nữ ở các ngành Dao tương đối đa dạng và phong phú. Cũng có lẽ từ chính sự phong phú về đặc trưng kiểu dáng của những bộ trang phục truyền thống cũng như cách trang trí tóc ở phụ nữ của các ngành Dao là những đặc điểm quan trọng để phân biệt các ngành Dao. Ví dụ, phụ nữ người Dao Đỏ để tóc dài, vấn xung quanh đầu và đội khăn bằng vải hay nỉ đỏ. Quần và áo dài đều màu chàm nhưng có thêu nhiều hoa văn bằng chỉ màu, trong đó màu đỏ là chủ yếu. Phụ nữ Dao quần chẹp lại cắt tóc ngắn, chải sáp ong, đội khăn màu chàm, ống quần hẹp bó sát chân và ngắn. Phụ nữ Dao Tiền cũng cắt tóc ngắn và chải sáp ong. Cổ áo ở phía sau gáy và chỗ xẻ tà có đính những đồng tiền. Hoa văn ở gấu áo in bằng sáp ong. Còn ở người Dao quần trắng, chiếc quần bằng vải màu trắng, chỉ mặc khi cô dâu làm lễ về nhà chồng. Phụ nữ người Dao áo dài cũng như Dao Thanh Y đội mũ trên đầu. Phụ nữ Dao thêu rất giỏi, họ không thêu theo mẫu vẽ trên vải, mà hoàn toàn dựa vào trí nhớ, cách thêu phức tạp hơn, vì thêu ở mặt trái của vải, hình mẫu lại nổi lên ở mặt phải. Chỉ cần lẫn một vài mũi kim cũng đủ làm cho hình mẫu bị sai lệch. Phụ nữ Dao có rất nhiều đồ trang sức bằng bạc,
có người đeo từ 10 đến 12 chiếc nhẫn, nhiều vòng cổ. Mặc dù người Dao nuôi nhiều gia súc, song hầu như trong các bữa ăn hàng ngày, người Dao rất ít dùng thịt của những con vật nuôi. Thịt gia súc gia cầm chỉ được người ta dùng trong các dịp ma chay, cưới xin, lễ tết. Người Dao có cách để dành thịt bằng cách phơi khô hay xấy khói. Đặc biệt là món thịt ướp chua với thính gạo rang là món ăn phổ biến của người Dao. Loại thịt này có thể để dành lâu ngày. Gia đình người Dao là gia đình nhỏ phụ quyền. Trong gia đình, người cha, người chồng có trách nhiệm lo toan và sắp đặt mọi công việc trong gia đình. Tục cấp sắc khá phổ biến trong hoạt động tín ngưỡng của người Dao. Với người Dao, việc cấp sắc được hiểu như lễ trưởng thành của con trai, tiến hành ở độ tuổi 15-16 trở lên. Thêm nữa, có trải qua cấp sắc mới được làm thầy cúng và khi chết đi mới được gặp tổ tiên. Tục cưới xin của người Dao gồm nhiều nghi lễ phức tạp, mỗi nhóm có ít nhiều tập quán khác nhau, nhưng đều trải qua mấy bước cơ bản là đánh tiếng với nhà gái, so tuổi đôi trai gái, báo cho nhà gái kết quả so tuổi, xem điềm bói, sau đó là lễ ăn hỏi, rồi đến lễ cưới. Hôn nhân còn nặng về vật chất, nhà gái thách cưới, nhà trai tốn kém nhiều rượu, thịt, bạc trắng, vải, quần áo, vân vân. Nhưng cô dâu khi về nhà chồng thường đem theo của hồi môn, gồm chăn màn, quần áo, đồ dùng, có khi cả bạc trắng nữa. Tôn giáo nguyên thủy của người Dao cho đến nay vẫn tồn tại trong tín ngưỡng đa thần. Người Dao quan niệm như hết thảy vạn vật đều có linh hồn, riêng con người có 12 linh hồn. Tín ngưỡng nông nghiệp tiêu biểu ở người Dao trong một năm có lẽ là nghi lễ cúng thóc giống. Ngoài ra còn nhiều nghi lễ khác bắt buộc trong chu kỳ sản xuất. Cùng với nhiều lễ thức tín ngưỡng khác, tục thờ cúng tổ tiên có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của dân tộc Dao. Tổ tiên được người Dao thờ tới 9 đời, nhưng trong việc thờ cúng hàng ngày, người ta chỉ cầu khấn tới ông tổ 3 đời. Người Dao có tục thờ Bàn Vương là thủy tổ chung của dân tộc theo quan niệm của người Dao. Văn học nghệ thuật dân gian của người Dao tương đối phong phú do việc sử dụng ký tự chữ Hán cổ trong việc ghi chép thư tịch, cho nên những câu chuyện truyền thuyết của người Dao được lưu truyền cho đến nay tương đối đầy đủ. Đó là các chuyện về nguồn gốc vũ trụ, về đời sống xã hội của người Dao trong những quá khứ xa xưa. Âm nhạc và vũ đạo của người Dao thường được gắn liền với các lễ thức tín ngưỡng. Nhạc cụ sử dụng trong các dịp lễ Tết thường là kèn loa, sáo tiêu, trống, thanh la, não bạc, trũng trẻ. Các điệu múa của người Dao ngoài việc xuất hiện trong các lễ thức tín ngưỡng còn có nguồn gốc từ việc mô phỏng hoạt động đời sống sinh hoạt như múa xúc tét, đẵng gỗ, kéo gỗ trong rừng. Văn hóa Dao có truyền thống lâu đời, có sắc thái phong phú đa dạng, có nhiều yếu tố quý báu cần được bảo tồn và phát triển.